Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhựa Lộc Xuân tại ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là một trong những công ty sản xuất hầm Biogas Composite uy tín chất lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, được người chăn nuôi lựa chọn để tạo ra nguồn năng lượng phục vụ trong sinh hoạt và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Cơ sở sản xuất theo phương pháp hẹp lay úp hay còn gọi là đắp tay là phương pháp chế tạo thủ công, được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực chế tạo vật liệu composite. Phương pháp thủ công sử dụng khung hở với các bước cụ thể như sau. Trước hết, thợ chế tạo sẽ phủ một lớp hỗ trợ tháo khuôn lên bề mặt khuôn. Tiếp đến là phủ lớp tạo bề mặt sản phẩm. Tiếp tục phủ nhựa polyester trên lớp tạo bề mặt. Tiến hành rải lớp vật liệu gia cường trên nền nhựa polyester. Dùng công lăn để ép vật liệu gia cường với nhựa. Cuối cùng là phủ tạo bề mặt trên lớp vật liệu gia cường. Sau khi quá trình rải vật liệu gia cường và thấm nhựa đã hoàn tất, sản phẩm sẽ được đông kết ở nhiệt độ môi trường, tạo thành sản phẩm hoàn thiện. Với đội ngũ giàu chuyên môn và kinh nghiệm, lựa chọn sản phẩm hầm Biogas Composite của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhựa Lộc Xuân, bà con chăn nuôi sẽ được tư vấn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với mô hình chăn nuôi của mình. Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ thi công lắp đặt hoàn thiện hệ thống hầm Biogas Composite nhanh chóng, an toàn và tiện lợi cho người chăn nuôi.